Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này thì hãy chú ý lắng nghe nhé. Bởi trong ngày hôm nay, các bạn sẽ đón nhận 3 tin vui. Tin thứ nhất là về vấn đề tiền bạc. Trong ngày 20 tháng 10 âm lịch, bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tin vui thứ hai là vấn đề công việc. Nếu trong ngày hôm nay những bạn nào muốn ký kết các hợp đồng lớn thì hãy mạnh dạn mà triển khai, bởi gần như không có khả năng thất bại. Tin vui thứ ba là về chuyện tình cảm. Vào ngày hôm nay, vận đào hoa của các bạn đột nhiên nở rộ. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm, bởi đây là một ngày vô cùng may mắn đối với bạn. Xin mời các bạn cùng hoan hỉ đón nhận nhé! Một, tuổi Tuất. Với sự xuất hiện của tam hợp cục, người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một thời gian dài. Nhờ vậy, bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi cần. Nhờ vào sự khôn khéo của mình, may mắn còn đến với con giáp này trong chuyện tiền bạc. Bản mệnh được lộc trời ban nên tài vận thăng tiến, tiền bạc ào ào, đầy ắp túi. Song người tuổi Tuất vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chứ đừng vung tay quá chán. Cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Ngũ hành tương sinh nên càng thúc đẩy chuyện tình cảm thêm khởi sắc. Các cặp đôi sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, có thêm kỷ niệm đẹp đẽ, gắn kết hai người lại với nhau. Dù đôi lứa đôi lúc vẫn còn chút tranh cãi, giận hờn, nhưng sau cùng tình yêu vẫn vượt qua được tất cả. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong số những con giáp, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. Thực thần xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Hợi, báo hiệu vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc đáng mừng. Con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn, và giờ là lúc bản mệnh được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc. Vận trình sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Nhìn chung, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai. Đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này chưa được suôn sẻ do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng. Đôi khi đừng quá so đo trong tình yêu, cứ nghe con tim mách bảo và đưa ra lựa chọn cho phù hợp với mình nhé Hợi. Càng suy nghĩ đôi khi lại càng sai lầm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng nên đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cơ hội, xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc, khiến mọi người ngưỡng mộ. Cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh. Ngày này, những kế hoạch, dự định của bạn đều báo tin vui về, đem tới cho con giáp này sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày. Nhân đàn này, những chú hổ nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bạn luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy, luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bạn. Nếu gặp khó khăn, hãy chia sẻ với mọi người. Màu sinh hỏa báo hiệu tình yêu đôi lứa vô cùng hạnh phúc. Bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp. Người ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên lớn nhất cho cả hai. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thìn. Với tuổi Thìn, thiên ấn báo hiệu hôm nay là một ngày làm việc ổn định và có thể thu được thành tích cao với con giáp này. Nếu đang làm công việc hành chính, bạn có cơ hội được đi công tác, hội thảo, trau dồi chuyên môn, tạo quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích. Tài lộc trong ngày không có gì phải lo lắng, cả nguồn thu chính và thu phụ đều ổn, đảm bảo cho bạn có cuộc sống đủ ăn, đủ tiêu. Nếu Thìn muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không thể mãi ăn nhàn như hiện tại. Hỏa sinh thổ cho thấy những người độc thân có thể sẽ có cơ hội phát triển từ một mối quan hệ tình bạn thành tình yêu. Cả hai có sẵn sự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Nếu bạn cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình đi nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Mùi được lục hợp che chở, vận khí ngày này của người tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng, nhiều may mắn gặp được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng đường. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã nắm bắt được những gì có lợi cho mình, đạt được thành tựu đáng kể. Mặc dù có công việc áp lực nhưng người tuổi Mùi cũng được đồng nghiệp giúp sức. Tiếp đó, áp lực và cạnh tranh không lớn. Lúc này họ nên tập trung học tập, phát triển bản thân, nâng cao tay nghề và sẵn sàng chờ cơ hội đến. Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến. Hôm nay dù là người làm công, ăn lương hay buôn bán, kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh, không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch, không nên phung phí, kẻo khi túng thiếu lại trắng tay. Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp. Nhờ hỏa dưỡng thổ, đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng. Giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6 tuổi Thân. Người tuổi Thân cho thấy sự dứt khoát và khả năng thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh vào ngày Tỷ Kiên nhập mệnh như hôm nay. Ngay cả khi phát hiện ra cách làm của mình không phù hợp, bạn chẳng ngần ngại điều chỉnh kịp thời để không làm gián đoạn quy trình. Nhờ vậy mà hiệu suất công việc luôn được đảm bảo. Tình hình tài chính của tuổi Thân trong ngày thứ ba này nhìn chung là khá ổn định. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có kế hoạch tiết kiệm, kẻo số tiền kiếm được chẳng mấy chốc mà tan biến. Nếu bạn không định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào tài khoản ngân hàng cho an toàn. Tuy nhiên, vì ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của con giáp này bị ảnh hưởng nặng nề. Người độc thân không thuận lợi trong việc làm quen với những người khác giới, duyên đến rồi đi khá là nhanh. Các cặp đôi nảy sinh tranh cãi, giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp bản mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong ngày 20 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!